Dù mát xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã tiếp tục quay trở lại với kênh của mình nha. Mình là Phương, người sẽ đồng hành với các bạn trong suốt học cấp 3 này. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến với những câu hỏi nằm trong đề thi thử của trường Trung học phổ thông chuyên Quang Trung, Bình Phước năm 2023. Câu hôm nay mà mình chọn cho các bạn đó chính là câu số 46 liên quan tới phần tích phân hàm ẩn. Và dạng hàm ẩn hôm nay là một dạng khá là thú vị, dạng fx cộng cho f của 1 trên x bằng gx. Và các bạn biết rồi đấy, cái dạng toán liên quan tới phần tích phân hàm ẩn thì luôn là một trong những dạng toán khá phổ biến và thường ra trong đề thi đại học trong các năm gần đây. Vì vậy trong video này các bạn hãy chú ý nghe giảng nhé. Nào, trước khi đi vào nội dung chính của bài toán ngày hôm nay thì nếu bạn vẫn còn đang theo dõi video này, đừng tiếc để lại cho mình một nút like ngay nha. Đồng thời lúc đầu tiên các bạn ghé thăm kênh của mình, đừng quên bấm vào nút đăng ký và ấn vào chiếc chuông thông báo nhỏ bên cạnh để không bỏ lỡ những bài giảng mới nhất chỉ có tại UMass TV. Câu số 46 có nội dung như sau. Cho hàm số y bằng fx liên tục và có đạo hàm trên khoảng từ 0 tới dương vô cùng, có đồ thị như hình vẽ và đồng thời thỏa mãn f(x) trừ cho 1 trên x bình phương f của 1 trên x bằng 5 phần 18 nhân cho 1 trừ cho 1 trên x bình phương với mọi x lớn 0. Khi đó diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường y bằng fx trừ cho x trừ 1 bình phương tất cả trên cho x và đường thẳng y bằng 0 bằng. Đáp án A là 37/24 trừ 17/9 log Lebesgue của 2. Đáp án B là 37/24 trừ 11/9 log Lebesgue của 2. Đáp án C là 37/24 trừ 13/9 log Lebesgue của 2. Và đáp án D là 31/24 trừ 13/9 log Lebesgue của 2. Đầu tiên để giải bài toán này thì các bạn sẽ thấy là cái phần mà diện tích hình phẳng giới hạn bởi hai cái đường, mình tạm gọi là đường y bằng gx và đường y bằng 0, thì chúng ta thấy là chưa có cái cận đúng không nào? Do vậy thì chúng ta cần phải giải cái phương trình hoàn độ giao điểm của chúng để có thể tìm được cận. Ở đây chúng ta sẽ giải cái phương trình fx trừ cho x trừ 1 bình phương tất cả trên cho x bằng 0. Hay tương đương là fx sẽ bằng là x trừ 1 bình phương. Và các bạn thấy là để giải cái phương trình này thì chúng ta chỉ có thể dùng tương giao đồ thị thôi. Bởi vì bài chúng ta đã cho là đồ thị của hàm fx rồi. Như vậy thì chúng ta chỉ cần vẽ cái đồ thị của hàm x trừ 1 bình phương thôi, là chúng ta có thể biết được rằng là cái phương trình này nó sẽ có bao nhiêu nghiệm. Rồi ở đây thì dựa trên cái đồ thị của hàm x trừ 1 bình phương, đồ thị của nó là một parabol và nó sẽ cắt cái đồ thị fx tại hai điểm, đó là x bằng 1/2 và x bằng 2, như các bạn sẽ thấy trên hình vẽ. Hay nói cách khác, lúc này cái phương trình fx bằng x trừ 1 tất cả bình phương sẽ có nghiệm là x bằng 1/2 và x bằng 2. Hay từ đây chúng ta sẽ có diện tích của hình phẳng S giới hạn bởi y bằng gx và y bằng 0. Nó sẽ tuân theo cái công thức như sau. S sẽ bằng tích phân từ 1/2 tới 2 của fx trừ cho x trừ 1 bình phương tất cả trên cho x nhân cho dx. Lúc này mình sẽ tách ra thành hai cái tích phân. Tích phân thứ nhất đó là tích phân từ 1/2 cho tới 2 của fx trên x dx, và trừ cho tích phân thứ hai là tích phân từ 1/2 cho tới 2 của x trừ 1 tất cả bình phương trên cho x dx. Cái tích phân đằng sau thì khá là dễ tính rồi, các bạn hãy tự tính cho mình nhé. Kết quả chúng ta sẽ có được cái diện tích S tiếp tục bằng tích phân từ 1/2 cho tới 2 của fx trên x dx cộng cho 9/8 trừ cho 2 log Lebesgue của 2. Như vậy thì nhiệm vụ tiếp theo của chúng ta đó chính là cố gắng đi tính được cái tích phân từ 1/2 tới 2 của fx trên x dx, để từ đó chúng ta có thể đi tính được cái diện tích S. Rồi, như vậy thì để tính được cái tích phân này, chúng ta sẽ dựa vào cái dữ kiện của bài toán người ta cho. Đó chính là f phết x trừ cho 1 trên x bình phương f phết của 1 trên x bằng 5 phần 18 nhân cho 1 trừ cho 1 trên x bình phương. Thì từ cái đẳng thức này, các bạn sẽ lấy nguyên hàm hai vế thôi. Các bạn sẽ thấy là nguyên hàm của f phết x thì chính là fx. Nguyên hàm của trừ 1 trên x bình phương f phết của 1 trên x thì chính là bằng f của 1 trên x luôn. Không tin các bạn có thể tự đạo hàm ngược lại nhé. Còn nguyên hàm ở vế bên phải đó là nguyên hàm của 5 phần 18 tất cả nhân cho 1 trừ cho 1 phần x bình phương thì quá dễ rồi. Nó sẽ có kết quả đó chính là 5 phần 18 tất cả nhân cho x cộng cho 1 trên x. Và cuối cùng là các bạn cộng cho c. Để tìm cái giá trị c thì các bạn dựa vào cái đồ thị. Nhìn trên đồ thị thì ta thấy là với x bằng 2 thì ta có f2 sẽ bằng là 1. Và với x bằng 1/2 thì f của 1/2 chính là bằng là 1/4. Và dựa vào điều này thì chúng ta sẽ thay x bằng 2 vào cái biểu thức. Ta sẽ có được là f2 cộng cho f của 1/2
bằng 5 phần 18 tất cả nhân cho 2 cộng 1 phần 2 cộng cho C. Chúng ta dễ dàng tính ra được cái C chính là bằng 5 phần 9. Hay nói cách khác, lúc này biểu thức của chúng ta sẽ là Fx cộng cho F của 1 phần x bằng 5 phần 18 tất cả nhân cho x cộng 1 phần x. Và cuối cùng là cộng cho 5 phần 9. Đến đây thì thường là các bạn sẽ bị khựng ở cái chỗ này. Với những bạn nào mà đi tính cái phần diện tích hình phẳng giới hạn bởi đường y bằng gx và đường y bằng 0 trước rồi, thì chúng ta sẽ thấy ngay chúng ta sẽ làm cái bước gì tiếp theo, đúng không? Ở đây thì các bạn sẽ thấy là sau khi mà tính S thì chúng ta sẽ đưa được về cái tích phân từ 1 phần 2 đến 2 của fx trên x dx, và chúng ta cần đi giải quyết cái tích phân này. Như vậy thì dựa vào cái điều kiện mới này, các bạn hoàn toàn có thể đoán được bước tiếp theo chúng ta sẽ chia hai vế cho x. Lúc này chúng ta sẽ có được là cái biểu thức tiếp tục tương đương là 1 phần x fx cộng cho 1 phần x f của 1 trên x bằng 5 phần 18 nhân cho 1 cộng cho 1 trên x bình phương cộng cho 5 phần 9x. Và dĩ nhiên rồi, lúc này chúng ta sẽ đi tích phân từ 1 phần 2 đến 2 cho hai vế. Khi đó chúng ta sẽ có được cái vế bên trái chính là tích phân của 1 phần 2 đến 2 của 1 phần x fx dx cộng cho tích phân từ 1 phần 2 tới 2 của 1 phần x f của 1 phần x dx sẽ bằng cái vế bên phải là tích phân từ 1 phần 2 tới 2 của 5 phần 18 tất cả nhân cho 1 cộng cho 1 phần x bình phương cộng cho 5 phần 9x tất cả nhân cho dx. Trong đó cái vế bên phải thì các bạn hoàn toàn có thể tính được rất là dễ dàng, bởi vì đây chỉ là tích phân cơ bản thôi. Và ở đây mình sẽ tính nhanh cho các bạn. Kết quả sẽ được là 5 phần 6 cộng cho 10 phần 9 log nebe của 2. Tiếp theo thì mình sẽ xét cái tích phân từ 1 phần 2 tới 2 của 1 phần x f của 1 phần x dx. Mình sẽ thêm bớt như sau. 1 phần x mình sẽ tách thành là x nhân cho 1 phần x bình phương. Khi đó chúng ta sẽ có cái tích phân tiếp tục bằng tích phân từ 1 phần 2 tới 2 của x nhân cho 1 phần x bình phương f của 1 phần x dx. Và nếu như chúng ta đặt t bằng là 1 phần x, khi đó dt của mình chính là bằng là trừ 1 phần x bình phương dx, hay là trừ dt bằng là 1 phần x bình phương dx. Đổi cận thì với x chạy từ 1 phần 2 tới 2 thì ứng với t chạy từ 2 tới 1 phần 2. Như vậy lúc này chúng ta sẽ thay vào. Tích phân của chúng ta sẽ bằng theo cái biến t như sau. Trừ tích phân từ 2 tới 1 phần 2 của 1 phần t f của t dt. Bỏ dấu trừ bằng cách chúng ta sẽ đổi cận cái tích phân. Đồng thời cái biến t mình sẽ chuyển về biến x luôn. Bởi vì các bạn có cái tính chất đó là tích phân từ a tới b của f t dt thì cũng bằng tích phân từ a tới b của f x dx. Chúng ta sẽ có được cái tích phân sẽ bằng là tích phân từ 1 phần 2 tới 2 của f x trên x dx. Như vậy nói tóm lại cái vế trái của mình thì cái tích phân từ 1 phần 2 tới 2 của 1 phần x f của 1 phần x dx chính là bằng tích phân từ 1 phần 2 tới 2 của f x trên x dx luôn. Hay nói khác, lúc này chúng ta thay vào thì vế trái của mình chính là 2 lần tích phân từ 1 phần 2 tới 2 của fx trên x dx. Còn vế phải của mình thì chính là bằng 5 phần 6 cộng cho 10 phần 9 log nebe của 2. Hay nói khác, lúc này chúng ta sẽ có được là tích phân từ 1 phần 2 tới 2 của fx trên x dx chính là bằng là 5 phần 12 cộng cho 5 phần 9 log nebe của 2. Như vậy là chúng ta đã đi tính được cái tích phân từ 1 phần 2 tới 2 của fx trên x dx. Và cái nhiệm vụ cuối cùng thì khá đơn giản rồi. Các bạn thế vào cái biểu thức để tính diện tích S. Ta sẽ có cái S chính là bằng 5 phần 12 cộng cho 5 phần 9 log nebe của 2 cộng cho 9 phần 8 trừ cho 2 log nebe của 2. Và kết quả thì chính là bằng là 37 phần 24 trừ cho 13 phần 9 log nebe của 2. Và các bạn chọn đáp án là C. Như vậy theo mình đánh giá thì bài toán này tương đối khó. Ở chỗ là cái cách để các bạn suy luận ra được cái tích phân từ 1 phần 2 tới 2 của 1 phần x f của 1 phần x thì cũng chính là bằng tích phân từ 1 phần 2 tới 2 của fx trên x dx. Đó là cái mấu chốt của bài toán mà ít người sẽ nghĩ ra được điều này. Và dĩ nhiên trong bài toán này thì nó là chia cho x, nhưng trong một số bài toán khác thì nó chưa chắc là vậy đâu nhé các bạn. Các bạn tùy thuộc vào cái giả thiết của bài toán người ta cho nữa để các bạn có thể là biến hóa được cái cách làm cho nó phù hợp. Rồi, như vậy thì trong quá trình mình giảng bài toán này thì nếu bạn chưa hiểu chỗ nào, đừng ngại để lại vài dòng bình luận bên dưới cho mình được biết nhé. Mình kết thúc cái video này tại đây. Nếu các bạn thấy bài giảng này hay, đừng tiếc để lại cho mình một nút like ngay nha. Đồng thời lần đầu tiên các bạn ghé thăm kênh của mình, đừng quên bấm một nút đăng ký và ấn vào chiếc chuông thông báo nhỏ bên cạnh để không bỏ lỡ những bài giảng mới nhất chỉ có tại UMAT TV. Mến chào và chúc các bạn ngày học tập thật vui và thành công. Hẹn gặp lại các bạn trong các câu hỏi tiếp theo cũng trong đề thi này.